Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây chọn bộ linh kiện của Huawei G7 Plus. Và đây là phần cáp chân sạc của Huawei G7 Plus. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Huawei G7 Plus, không sạc được pin, sạc chậm chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đã có đầy đủ tất cả các linh kiện của điện thoại Huawei G7 Plus thay mới cho các bạn khi cần. Riêng đối với chân sạc của điện thoại Huawei G7 Plus, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi luôn có sẵn chân sạc của Huawei G7 Plus nói riêng và tất cả mọi linh kiện của Huawei G7 Plus nói chung thay mới cho các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua, kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn cách phục lỗi sự cố trên Huawei G7 Plus mà quý hàng đang gặp phải nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang triển khai tại Di động Cao cấp.vn.